mừng các bạn đã quay trở lại với STK TV. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp một cái váy đầm như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm bước đầu tiên, bước chuẩn bị giấy các bạn nhé. Để gấp được cái váy đầm, chúng ta cần có một tờ giấy vuông. Cụ thể ở đây là một tờ giấy A4, mình sẽ cắt ra để mình lấy ra một miếng giấy vuông nhé các bạn. Chúng ta cắt theo đường mép này để chúng ta được tờ giấy vuông. Sau khi cắt xong, chúng ta đã được một tờ giấy vuông như thế này. Bước đầu tiên, chúng ta gấp đôi tờ giấy vuông. Thế này. Tiếp theo chúng ta mở ra phía bên này, ta cũng gấp đôi lại mép này ở đây. Bên này tương tự. Tiếp tục ta gấp một lần nữa vô trục giữa này, sát mép trục giữa này nha. Bên này tương tự, cái cô đây. Bây giờ chúng ta mở ra là ta để ý nhé, ta đếm 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta gấp lại đứng đây. Đường nếp gấp đầu tiên ta gấp ngược trở ra. Bên này tương tự, 1, 2 và 3. Một, ta sẽ gấp ngược trở ra. Nhân gấp 2. Rồi. Sau khi gấp, chúng ta được như thế này. Chúng ta quay ngược lại, gấp đôi từ dưới lên như thế này. Bằng mét nha các bạn. Ở phần này
ta chia làm 4 phần. Thế này nha, các bạn để ý nha. Chia đôi. Xong ta chia đôi cái phần nhỏ này. Chia đôi cái phần này. Ta lấy một phần nhỏ ở đây. Để ta gấp lại các bạn nha. Đây. Lưu ý sao cho các đường trục này luôn luôn thẳng nhé. Trục giữa này luôn luôn thẳng. Bây giờ chúng ta lật. Các bạn để ý tay mình lật nhé. Lật. Rồi. Như thế này. Ngón trỏ. Chúng ta một ngón trỏ bên này ta giữ đây, và ta dùng ngón này trỏ bên này, ta luồn vào mấy góc này cho nó phồng lên, sau đó ta đẩy này qua cái góc này, cứ bên này nha. Kịp không? Bây giờ chúng ta làm tương tự nhé. Con trỏ bên này như đây. Con trỏ này ta làm cho phồng chỗ này lên và ta kéo ra. Tiếp tục ta có hai góc này, ta gấp thành hình tam giác vuông vuông với cái nếp gấp này nhé. Bên này tương tự. Chúng ta dựng và xoay ra thế này. Bên này ta tháo cái này ra thì nó đã có cái nếp, mới có nếp gấp sẵn đây rồi. Chúng ta chỉ cần tì nhẹ nó xuống thôi thì nó thành một nếp này như thế này. Chúng ta ép lại. Đấy, con thấy không? Bên này tương tự, mở ra kéo này ra, đẩy này xuống, đây, được, rồi ta đặt xuống, con này ta gấp ngược vào đây, theo phần này ta sẽ gấp xong đây các bạn, bỏ ngón tay trỏ đây, chúng ta gấp lại, chúng ta vuốt phần này trước nhé, phần này trước à. phần này ta vuốt phần này vẫn giữ theo cái nếp cũ nha các bạn nhé, vẫn giữ theo nếp này nha. Vuốt từ dưới lên này, lên đây, tháo một cái nếp mới xuống. Bên này tương tự,
này, ta còn vuốt từ dưới lên. Vuốt cái nét mới này. Tiếp theo chúng ta gấp cái này, gấp này, từ góc nhọn này xuống tới mép này, theo đường này nhé các bạn, theo đường tay mình này. Phần bên này tương tự. Rồi, các bạn chuẩn bị nhìn nào. Balasebo. Và đây, đây là chiếc váy đầm của chúng ta. Sau khi đã hoàn thành chiếc váy đầm. Rồi, nếu các bạn lật ra xong nó sẽ bị phồng phải không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng băng keo trong, chúng ta dán lại như thế này. Rồi, lật lại chúng ta đã có một cái váy đẹp. Ok, vậy là xong cái váy đầm. Mình làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.